Hội An, khu đô thị cổ kính nằm trong lòng xứ Quảng, được biết đến như khu du lịch sinh thái nhộn nhịp và sầm uất. Hội An đẹp trong ánh sáng mộng mơ của đèn lồng, trong hương vị của các món ăn dân dã, mà trước hết thì phải nói đến cao lầu. Trải qua những tháng năm thăng trầm của lịch sử lẫn những biến đổi theo công cụ hiện đại hóa, nơi đây vẫn giữ nguyên nét đẹp cổ xưa, làm say đắm lòng người. Có thể nói rằng, đô thị cổ Hội An chính là niềm tự hào của những người con xứ Quảng. Vào những đêm trầm, xuôi theo dòng sông Hồi mộng mơ, khách du lịch không khỏi thích thú khi nhìn thấy hoa đăng. Đây chính là một hoạt động không thể thiếu trong mỗi đêm trăng của những người dân phố Hội. Và cuộc sống nơi đây cứ thế thay màu áo khi chuyển sang ngày mới. Hội An về đêm đẹp lung linh như một bức họa với cảnh sông nước êm đềm mộng mơ. Xuôi theo dòng sông Hồi, khách du lịch không khỏi thích thú khi tất cả vẻ đẹp cổ kính của Hội An đều in hình xuống nước. Hầu hết những ai khi muốn tìm về với những khoảng lặng trong tâm hồn đều đi dạo nơi phố cổ về đêm, lắng nghe những giai điệu du dương vọng về từ một thời xưa cổ. Hội An còn đẹp với ánh sáng của lồng đèn, thứ ánh sáng dịu dàng mộng mơ
với những trò chơi đậm chất dân gian, mà trước hết thì phải nói đến bài chòi, một trò chơi được ưa chuộng bởi đông đảo khách du lịch. Có thể nói rằng bài chòi được xem như là một đặc trưng của nền văn hóa dân gian ở Hội An. Hội An về đêm, vẻ đẹp vàng bóng của một thời cổ kính. Hội An ở lại trong tim người không chỉ bởi cái vẻ ngoài mơ mộng lung linh. Những ai đến với Hội An có lẽ cũng đậm lại trong lòng cái dư ba của những món ăn dân dã. Mì Quảng, cao lầu đã là những đặc sản không thể thiếu ở nơi đây. Bánh bao, bánh vạn, cơm gà có lẽ quá phổ biến ở mọi miền đất nước, nhưng khi đến với Hội An lại mang một hương vị rất riêng, rất đậm đà. Hội An cũng nổi tiếng với bánh đậm, hến xào, những món ăn khá phổ biến và được ưa chuộng bởi đông đảo khách du lịch. Có thể nói rằng ẩm thực của Hội An chính là một niềm tự hào của những người con phố Hội.